mình sẽ kể ngắn cho các bạn nghe về một cái tiểu sử của thác Ba Giọt. Đấy, nó bây giờ đang đêm này. Đấy, luôn em ghé đánh lửa luôn. Em né cái lưng ra coi luôn. Tính chiếm ngon Nguyễn Ngọc Ngạn hả? Đó, có lửa nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ vô chủ đề các bạn nghe về cái lịch sử của cái địa danh là thác Ba Giọt. Rồi, Hiếu kể đi. Đây là Hiếu, để giới thiệu cho anh em biết. Đây là Hiếu, chủ kênh YouTube là Săn Bắt Đồng Nai, chuyên về làm về ong các bạn, ong trụ điện. Các bạn ghé qua ủng hộ cho Hiếu. Bây giờ Hiếu sẽ kể bạn nghe một mẫu chuyện, cái lịch sử của cái thác Ba Giọt. Rồi, chào anh em. Còn nếu về cái mình ở đây thì cũng được 30 năm rồi. Thì cái thác này thì nó có, tại sao nó có tên là thác Ba Giọt? Mùa mưa thì nó ngập tràn hết, nhưng mà thật sự mùa nắng là anh em xuống đây nè, anh em nhìn kỹ là nó có 3 dòng nước. Là từ xưa giờ là người ta đặt cái tên là thác Ba Giọt, là nó có 3 cái dòng nước. Mùa nắng mới thấy, mùa mưa là không thấy, mùa mưa là không thấy nha. Còn cái về cái chuyện mà kêu thác Ba Cô là chẳng qua là hốc Ba Cô. Hốc Ba Cô là thật sự là ngày xưa là có 4 đứa học sinh. 4 đứa học sinh là nó đi xuống đây nó chơi thôi. Nhưng mà 3 đứa mất, 1 đứa còn. Bị đuối nước anh. Đuối nước anh. Nhưng mà 1 đứa còn, 3 đứa mất. Nhưng mà Ba Cô đó linh đó nha anh. Ba Cô linh đó mà. Nói chung là mình kêu Ba Cô nhưng mà thật sự là ba đứa bé học sinh thôi. Đồng trinh, còn trinh, còn trinh. Nhưng mà thật sự là ba cô gái đồng trinh rất là nguy hiểm. Thật sự là linh thiêng. Khi ở đây á, là trước kia là có một cái cũng có một anh bạn là nói chung là cũng ở đây là phục vụ ở khu này nè. Nhưng mà hiện tại giờ về quê rồi. Là cuốn gói về quê đó. Là lên ba cô đó là hình như là nhiều người sợ lắm đó anh. Là có một cũng có một năm đó chắc em đó chắc khoảng 20 tuổi. Em biết mà. Là nhà đó là chỉ có một đứa con trai thôi. Là cũng lên ỷ nè, cái sông này là bơi qua không cần hỗ trợ, bơi qua bên kia bơi về. Mà đem chiếc xuồng ra chở cũng mấy bạn học sinh vậy đó. Chìm xuồng. Nhưng mà nó đưa lên hết. Nó đưa bạn lại hết nhưng mà nó chết. Rồi là ra cứu được ba cô gái. Nhưng mà khi á, mà người nhà mà làm đám xong, khi mà sau này trục hồn nó lên á, là tên là đó, tên là tên Tâm. Thì trục hồn nó lên á, là nó nói là thực sự á, là đúng ra nó không chết đâu, nhưng mà bị bắt. Là đúng ba cô đó bắt. Ba cô bắt. Ba cô gái bắt. Bắt buồn buồn bắt là bạn đó chứ không vậy chứ á. Đây tôi nghe xong nổi da gà các bạn. Em kể em còn nổi da gà đừng nghe. Nghe xong nổi da gà, tôi biết các cô đang ngồi xem chúng tôi đang. Không biết có ngồi sau lưng không, nhưng mà thật sự hôm nay vui quá kể anh em thôi chứ em. Hôm nay tí nữa loạn đừng có ra trong kia cho ông ngồi. Em là sợ đó. Em là thật sự em sợ, nói chung là em cấm câu là em đi một mình thâu đêm. Gì tha cho con nhé. Nhưng mà kể câu chuyện này em sợ thiệt. Có gì nếu mà so tuổi nhỏ hơn anh em mình thiệt. Tại vì thời buổi đó thì mấy đứa em nó chết là vẫn nhỏ tuổi hơn em. Em thì nhỏ tuổi mấy anh thì bảo đảm nhỏ bây giờ là lớn rồi. Đấy là vừa rồi là bạn của Hùng nè, phải không? Hai anh ngồi câu cá đau lưng với nhau câu đêm ấy, là một anh rớt xuống sông đi lúc nào không hay. Không biết, nói chung là câu mày. Không biết luôn. Vô cái hai có cái hai anh em là hàng cọc chèo với nhau. Bữa đó chúng mình là rủ nhau là 11 giờ trưa vô đây là ăn nhậu rồi. Dưới đó. Rồi ôm cần vào đây. Là quẳng cần câu xuống là được con nào thì gọi là vui con đó thôi. Tức là hai anh em nó lại đi trước 8 giờ 9 giờ thì nó là vô cái là đi kiếm chỗ câu lội rớt đúng cái họng ba cô đó. Mà nó đi luôn á. Cái ba cô đó là không giảm thề được. Thật sự là linh á. Tại vì không sao, giảm được sao? Cái sông với cái đường nó đều như nhau hết thôi. Cái chỗ nào mà tai nạn chết người thì nó cứ bị chỗ đó hoài. Bởi vậy tôi nói tóm lại ông lợn tí ông đứng ở trong ông. Thìn ơi, có ba cô đang ngồi sau lưng Thìn. Bảo đảm luôn tí nữa thằng Thìn nó sẽ không bao giờ dám ra chỗ ở chiều đó câu nữa. Nghĩ khỏe. Nghĩ khỏe. Chiều hôm qua bên đó thì giật đưa chó bò. Ở đây là còn có một người nữa hiện tại giờ là về quê rồi. Hồi trước là làm công. Hả? Là chứng kiến ở đây rồi hả? Không phải là chứng kiến mà thực sự là bị phá. Năm ra là bỏ về luôn á, là hiện tại giờ là không lên nữa. Là hồi đó là cũng như làm công ở trong cái khu du lịch này thôi. Nhưng mà bị phá quá. Nên là đủ trò hết trơn là buộc phải. Phá sao biết không Hiếu? Phá nói chung là không bắt đi. Nhưng mà ba cô này tuyên bố là trước sau sẽ bắt người này đi. Là
bỏ bỏ đây là về quê luôn đó, là phá quá. Nói chung là cũng như anh em mình bình thường là cũng tỉnh táo bình thường vậy thôi. Ừ. Nhưng mà sau khi vô đây làm đây một thời gian là bị khùng khùng luôn rồi. Là khùng dở chứng lắm. Người nhà đi chạy chữa thay đồ các cái thì không thành. Thì mình có chung là người Việt Nam mình mà hay có cái vụ mà đi kêu thầy bà đồ xem đó. Nhưng mà có một cái là chụp hồn lên, về đây chụp hồn lên thì ba cô lên luôn nha. Lên bằng ba cô luôn. Ba cô lên, lên nhập vô cái người mà bị bệnh á. Là nói thẳng luôn là bồn phá chơi vậy thôi. Nhưng mà trước sau là cũng bắt cái người này nè. Đẹp trai quá. Trước sau là cũng bắt cái người này chắc thôi. Là thằng cu đấy đẹp trai nha. Tuyên bố thẳng là trước sau cũng bắt cái người này thôi. Nếu còn ở đây. Là gia đình người này, gia đình anh này là kêu là thôi đem về quê, mày đã thoát. Đem về quê đó, nhưng mà giờ nói chung là hiện tại biệt tích rồi, nhưng mà không biết là cái người đó là có bị bắt chưa thì mình chưa biết. Mà thật sự là nếu mà cái câu chuyện này thì dân địa phương này nhiều người biết lắm nha. Nhiều người biết lắm đó anh. Mà cái câu chuyện ba cô này là nhiều người đụng phải lắm chứ không phải là một câu chuyện đâu anh. Cái này ở đây cũng nhiều. Vâng thưa các bạn, đó là một câu chuyện về mang tính chất là tâm linh và huyền bí ở cái thác Ba Giọt. Và tôi rất là đam mê về vấn đề chuyện ma quỷ. Và tôi rất là vui vì hôm nay tôi đã chứng kiến và nghe được một mẫu chuyện nho nhỏ ở đây. Và vâng, đêm nay tôi hy vọng là tôi cũng sẽ gặp được ba cô. Tôi mời cô lên đây để chúng tôi đàm đạo và nói chuyện với nhau. Và tôi sẽ làm clip cho các bạn xem. Nếu như ba cô lên thì các bạn sẽ có một clip hay hơn như thế này nữa. Và bây giờ tôi sẽ kết thúc câu chuyện tại đây. Và các bạn cũng đã biết về câu chuyện thác Ba Giọt với ba cô gái đã bị ra đi mãi mãi ở này, cái địa danh này. Và đây, anh Hải Dẫn và anh Giang vừa nghe có ba câu chuyện. Ba anh đang ngồi mặt tái xanh tái mét. Các anh đổi cuốn gói đi về rồi các bạn ạ. Tôi rất là buồn khi các anh đi cùng với tôi mà các anh lại rất là sợ ma. Thôi, tôi dừng câu chuyện tại đây. Cảm ơn anh Hiếu rất là nhiều. Chúc cho kênh YouTube của anh càng ngày càng phát triển. Rồi, chào các bạn nha. Thôi, nói đùa anh em vui thôi nha, không có gì. Nói chung thì ba cô thì có đi chăng nữa thì ba cô nó cũng sẽ vui vì lâu lâu các anh em tới đây tụ tập ban đêm đông vui. Nói gì nói thì có hơi ấm của con người nó vẫn ấm cúng các bạn ạ. Anh Giang anh vẫn thắp nhang đây, anh thắp nhang bên cạnh tôi luôn rồi. Nói chung thì gì mày phải lo đính chính rồi Vũ. Trời ơi. Vũ rồi về đây các bạn ơi. Đại điệp tài quá. Hy vọng tối nay ba cô sẽ lên tâm sự cùng với Vũ. Ở đây nếu mà anh em mà gặp được cái chủ trước của cái khu du lịch này luôn. Sáu Trinh á. Không, trước Sáu Trinh luôn. Trước Sáu Trinh là ông Bảy Đen, ngày xưa là khu du lịch này là người ta gọi là thác Bảy Đen. À. Chứ không phải là khu du lịch Hoa Phương. Sau thác này Bảy Đen nữa. Thác Bảy Đen gọi là ngày xưa là ông Bảy Đen ông ở khu này. Đó em còn nhỏ nhỏ thôi nhưng mà giờ ông mất rồi. Giờ còn con trai ông là ở đối diện nhà em á. Là bán cái khu du lịch này á là cho ông. Ông gặp ông kể cho nghe. Sự tích cái cây da mà anh em mình ngồi da to nè. Sự tích cái cây da đó đó. Nó ngay chỗ cái nàng tiếng cá đó đó. Da chữ A rồi. Cây da đó đó. Không giỡn được đó. Và chúng tôi kết thúc câu chuyện sự tích thác Ba Giọt tại đây. Và sau đây sẽ tiếp nối một câu chuyện huyền bí. Đêm nay là mình sẽ kể thêm về một câu chuyện về gốc cây da. Gốc cây da của thác Bảy Đen. Và cũng qua một câu địa ở đây là anh Hiếu cũng sẽ kể bạn nghe luôn. Mặc dù cái độ chính xác không biết bao nhiêu phần trăm, nhưng mà nó cũng là một mẫu chuyện các bạn. Này là mấy fan của thằng Hoàng Nam chơi cái gì anh Jeremy á, anh thích tôi, nó qua đây hết luôn. Và mình sẽ kể tiếp tục cho các bạn theo dõi một mẫu chuyện nữa. Đấy. Và sau đây mình kết thúc clip câu chuyện ba cô gái tại thác Ba Giọt. Và mình sẽ tiếp tục câu chuyện cây da thác Bảy Đen. Các bạn theo dõi clip tiếp theo nha. Mình sẽ tiếp tục câu chuyện về cây da ở thác Bảy Đen. Rồi tiếp tục kể đi Hiếu. Dạ. Thì cái thời em mà còn nhỏ nhỏ mà cỡ chừng 11 tuổi á, em rất thích đi câu. Mà em câu ở cái khu ngay cái cây da đó đó. Là hồi đó ông còn sống nha. Ông này đó là ông cũng có tiếng là gọi là có máu mặt á. Ông này là ông Bảy Đen.
Ngày xưa cái xứ này là ông thích đánh ai là ông đánh. Ông thật sự là có nghề. Mà ông là nói chung là cái khu đất này là khu du lịch này từ cái mà cái từ cái chỗ anh em mình vô mà có hàng đá đó. Dạ dạ cái khu này là đất của ông nhiều. Thì xuống xuống đây cầu rồi cũng hay nghe nhỏ nhỏ hay nghe ông kể chuyện á. Là cái gốc cây dâu đó. Là... Ok cảm ơn Phát gì nha. Thông cảm anh em đang nghe câu chuyện ma. À, biết đây. Nghĩa hả? Đây Phát mang xuống tặng cho anh em mình hai trái bưởi các bạn. Qua đây Phát ơi. Rồi tiếp tục câu chuyện. Này cũng anh em. Anh em rồi. Thì là lâu lâu câu xong rồi cái cũng có bán nước rồi vô uống nước. Rồi ông ra lúc đó ông còn sống ra ông nghe em kể cái câu chuyện về cái cây da đó nên ra ớn. Đang cấm cận đây mà. Này ông rình cái cây da đó đó, ông lì lắm. Ông theo là ông rình cái cây da là thật sự là là nhiều khi mà vô tình á là đầu tiên á là ông nói em á là mày có tin là có ma da hay không, thì em nói làm gì có ma da, thì ông mới nói vậy là mày sai lầm. Giờ nếu mà em kêu ông em kêu tới bằng ông rồi, em nói con chưa thấy ma da nên con không tin. Ông mới nói là để tao kể mày nghe, nhưng mà thật sự tao đang rình là tao cứ mà đêm đêm á mà nhiều khi tao đi đáy tao ra là tao hay dòm vô cái da tao rình là có người đàng hoàng, có người ở trên cái da lúc mà nước lớn là cái da nó ngập lên tới trên đây trên cái bờ kè đó anh nghe không ơi, là ổng khuya khuya ổng đi ra vệ sinh đó là ổng thấy rõ ràng, nói tao thấy rõ ràng luôn là cứ ở trên cây da nó nhảy xuống nhảy nước hả, nhảy xuống nước anh, cứ trên da trên cây da nhảy xuống nước đàng hoàng. Mà ổng là ổng ở đây là nói chung là thổ địa, ổng ở ở đây lâu lắm rồi, là cứ trên da trên cây ổng nhảy xuống cái nữa, chứ cứ trên cây da nhảy xuống hoài mà ổng không biết là cái gì. Mà thật sự thì giờ đêm đó thì không ai ngồi trên cây da để nhảy xuống nước hết, mà ổng thì ổng dạng lắm, ổng cứ theo ổng rình hoài. Mà có ổng nói là có cái bữa đó tao rình là thật sự luôn, thì vô tình ổng phát hiện là ổng ra là nó nhảy xuống không. Bữa đó là ổng cố tình ổng rình mấy tháng trời á, thì bữa đó vô tình là ổng thấy rõ. Má thời nhưng mà không thấy mặt ra, không có đi. Mặt mày gì hết trơn á, nhưng mà có thật sự là có một bóng người đàng hoàng nhảy xuống sông đàng hoàng. Nhưng mà ổng khi ổng lại cái góc da đó, ông lại ổng xịt đèn pin ổng coi cái góc da nó có dấu tích gì không, là thực sự cái góc da đó là y như là anh em mình á mặc bộ đồ rồi cái đó anh em mình nhảy xuống sông rồi anh em mình leo lên cái góc da, thực sự là cái góc da nó ướt nổi da gà hết rồi. Thì thật sự á là cái góc da đó là có vết tích á, là cũng như nhớt là anh em mình á là mặc đồ mình đi lên trên mặc đồ mình nhảy xuống sông xong rồi mình ướt rồi, rồi đi lên nhưng mà không vậy. Có dấu chân nhưng mà có vết tích nước đàng hoàng, cái cây da khô ví dụ như cái cây khô gì anh leo lên chỗ nào nó ướt chỗ đó thôi. Đúng rồi, là ổng nói là bắt đầu là từ đó sau bắt đầu là em thấy sợ, em hạn chế cái vụ mà lội xuống sông lội xuống nước đó, là đâm ra là bây giờ thì ổng mất rồi đó. Là bắt đầu từ đó là Hiếu nó chuyển qua nghề bắt ong không còn bắt cá nữa. là nói chung là sợ thiệt. Em là cũng dạng là dân đi đêm dữ lắm á, nhưng mà em thật sự là sợ cái khu du lịch Thác Bà Giòn này thiệt. Vâng thưa các bạn, như vậy là mẫu chuyện về cây da Thác Bãi Đen. Hả? Hả? Tùy cái mạng. Phát. Mai về coi cái nghe cái clip là cái chuyện Thác Bãi Giòn xong rồi bảo ảnh không dám nhân giọng ngủ đây nữa. Anh đi rồi. Còn ở trên Thác Thượng còn cô gái mất tích không tìm xác được luôn á. Thác Thượng hả? À. Okay. Cô Mai anh em mình lên đó. Mai mình lên đó. Mai mình lên đó có là năm ngoái đây nè. Không tìm được xác luôn, hiện tại giờ chưa tìm được xác. Năm ngoái hả? Mới năm ngoái nè. Kia chứ. Trước bạn mình cùng cái năm bạn mình mất. Năm kia mới đây thôi. Vâng thưa các bạn, như vậy là mình sẽ dừng cỡ câu chuyện ma tại đêm nay, câu chuyện mang tính tâm linh. Vâng các bạn, mình có một cái sở thích là đêm ở núi rừng hoang vu á, là mình thích nghe những câu chuyện mà mang tính chất tâm linh tí, ma quỷ rồi cho nó tăng cái độ mà nó gọi là cái phấn khích trong người mình lên. Mình thì thật sự thì mình chia sẻ là mình không có sợ ma, sợ quỷ gì cả. Tại vì mình chỉ quan niệm một điều là mình không làm gì ai thì cũng chả ai làm gì mình. Người khuất mặt cũng như là người sống thôi, ai cũng có thế giới riêng của họ. Cho nên là mình cũng thích nghe những cái mẫu chuyện như thế này giữa đêm, nghe nó rất là thú vị, trong cái sở thích mình nó hơi quái đản chút.
mình cũng sorry các bạn nào sợ nha. Và ngày mai mình sẽ đi lên Thác Thượng để mà mình cho các bạn quay lại Thác Thượng cho các bạn xem cái chỗ mà cô gái mất tích năm ngoái năm nay chưa tìm được xác. Cũng mong là ngày mai mình sẽ lên đấy và mình cô ấy lên tìm mình. Để mình không phải là gì. Biết sao không Luận? Chị còn đây không anh Nghĩa? Hả? Chị còn đây không? Biết sao không? Tại vì mình muốn cô ấy tìm mình đó chi. Để cô ấy chỉ được là cái chỗ cô ấy nằm để mà mình đưa cô ấy lên đi về có nơi ấm cúng chứ không gì. Nói chung là mình sống sao chết vậy. Đúng không Đen? Dạ. Sống có gia đình, mất cũng phải về có gia đình. Bây giờ chắc cá được cá tới đây. Còn 2 năm ha. Đem con này cho tiếp thôi. Cái thế giới tâm linh á nó huyền bí dữ lắm. Đúng rồi. Em tin là nó có thì nó có, em không tin nó có là sẽ không có. Nhưng mà cái gì cái mà con người ta mà khi mất mà không tìm được xác rất là lạnh lẽo cô đơn. Đấy. Nhưng mà rồi người ta sẽ có ngày để gặp được cái người có duyên để mà người ta đưa họ về. Vấn đề rõ ràng, vấn đề tâm linh mà. Cái thằng bạn coi chung game á. Nó hơi bị lì luôn. Rồi nhận liền mới xuống cái giới luôn mà. Nó đang ngồi nhậu rồi như cái ai kêu nó xuống chạy xuống nhà rồi nó ngồi nghe nhảy ủng sẵn lâu rồi. Và mình sẽ dừng clip tại đây các bạn ha, về hai mẫu chuyện tiểu sử ở đây. Mình hôm nay mình qua đây mình giao lưu câu cá với anh em San Hugo và vô tình cũng nghe được hai mẫu chuyện này rất là thú vị, mình rất là thích. Và mình cũng làm clip này để chia sẻ lại cho các bạn để cùng biết cái thông tin với mình thôi. Chứ ngoài ra không có mục đích là treo cợt đùa nhã gì cả hoặc là hù ma nhát quỷ dọa ai cả. Cái lịch sử và cái tiểu sử thì hầu như ở đâu lúc nào cũng có, cái sự huyền bí linh thiêng ở đâu cũng có các bạn ạ. Và mình chúc các bạn sau khi những bạn nào mà xem cái clip này vào ban đêm sẽ có được một giấc ngủ ngon. Vâng thưa các bạn. Xin chào các bạn.